Rồi, em chào anh nha. Thì em quay cho anh xem một số cây tùng này. Bên em nè, đây là tùng kim cương nè. Đó, tùng kim cương có cỡ này nè. Đó, cao hơn một chút cũng có nè. Nhiều cỡ lắm nha. Con này là tùng Đài Loan. Em có số tùng kim cương cao cao nữa nè. Rồi em có số tùng giảng niên nữa nè. Giảng niên cái này và giảng niên cỡ 7-8 tấc mét em cũng có nữa. Rồi tùng kim cương zin nữa nè, em cũng có nữa nè. Đó, cái này em có số trong chậu rồi, có số trồng ngoài đất nữa. Rồi em coi anh cần cái loại nào thì báo em ha. Ngoài ra em có số tùng Đài Loan nữa nè, Đài Loan mà cây ngay tập này nè. Biết anh cần cái loại nào để anh lấy về anh bán thì anh cho em hay em quay kỹ lại ha.